Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất kinh doanh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiếp cận, kết nối với các thiết kế, mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới nhất của nghệ nhân, thợ giỏi, chuyên gia trong và ngoài nước, nhà thiết kế trẻ và cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm xuất khẩu, thành phố Hà Nội đã diễn ra triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới sáng tạo năm 2022. Với quy mô khoảng 3.000 m2, bao gồm khu trưng bày sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo của các nghệ nhân thợ giỏi, nhà thiết kế, chuyên gia trong và ngoài nước và 100 gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. Triển lãm cũng là cơ hội để từ đó đưa các thiết kế này vào sản xuất sản phẩm và đưa ra thị trường phục vụ người tiêu dùng, đáp ứng tốt nhất yêu cầu thị trường. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ còn nhiều dư địa, việc tổ chức triển lãm là cơ hội để giúp các doanh nghiệp cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ngành thủ công mỹ nghệ hà nội phát triển và đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường phục vụ phát triển ngành thủ công mỹ nghệ nói chung và chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp trên địa bàn hà nội đồng thời tạo môi trường cung cấp thông tin trao đổi tư vấn hiệu quả về thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ giữa các nhà thiết kế với doanh nghiệp cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ngành thủ công mỹ nghệ đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa tiêu thụ sản phẩm của thành phố thu hút người dân doanh nghiệp tăng cường trao đổi giao thương hàng hóa